ai đã chống lưng để Triều Tiên càn quấy hạt nhân trong suốt 10 năm qua? Nguyên Ngọc kính chào quý vị. Thưa quý vị, chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 12 vụ phóng tên lửa hoặc các vật thể nghi ngờ là tên lửa. Thông thường thì lúc chính sự thế giới căng thẳng hỗn loạn nhất cũng là lúc mà khả năng nước này thử vũ khí hạt nhân cao nhất. Không những thế, Triều Tiên còn thường thể hiện thái độ sẵn sàng tấn công hủy diệt Mỹ và các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc. Như thể là đất nước này chẳng có gì ngoài kho vũ khí hạt nhân và ý chí thách thức tiêu diệt phương Tây. Cách đây vài ngày, vào ngày 23 tháng 4, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA còn tuyên bố rằng dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nước này là một cường quốc có sức mạnh bất khả chiến bại mà thế giới không thể bác bỏ và không thể chạm tới. Vậy thực sự Triều Tiên mạnh đến đâu? Và vì sao lại có thể lớn tiếng răn đe các cường quốc khác đến mức đó? Hay đó chỉ là hư chiêu và sân trước che đậy cho những thế lực khác? Nguyễn Ngọc kính mời quý vị cùng đến với chủ đề này trong video phân tích ngày hôm nay quý vị nhé! Triều Tiên, đất nước của những không tưởng. Vâng, liên tiếp qua nhiều đời lãnh đạo độc tài, quốc gia này đã trở thành một lãnh địa đóng kín, bí hiểm với vô số những điều kỳ lạ. Ví dụ như, người dân tại đây không được xem các chương trình TV nước ngoài, không được gọi điện thoại quốc tế, chỉ được nghe các bài hát ca ngợi lãnh tụ Kim Jong-un. Có rất nhiều việc chúng ta thấy đơn giản thường ngày nhưng lại bị coi là phạm pháp ở Triều Tiên. Chỉ có cán bộ nhà nước mới được phép sở hữu xe hơi. Do đó, tỷ lệ sở hữu xe hơi của người dân nước này là 1 trên 100. Gọi điện cho một người nào đó bên ngoài đất nước có thể bị khép vào tội tử hình. Năm 2007, một người đàn ông đã bị hạ sát ngay tại sân vận động sau cú gọi điện quốc tế. Rồi chuyện vì sao hầu hết người Triều Tiên lại khóc như mưa khi gặp lãnh đạo Kim Jong-un đều là những chuyện kỳ lạ đối với thế giới bên ngoài. Có thể quý vị đã nghe rất nhiều cảnh báo về nạn đói, khủng hoảng lương thực tại Triều Tiên, nhất là khi đại dịch Covid-19 vừa mới xảy ra. Tuy nhiên, lãnh đạo nước này lại dành gần 1/4 tổng sản phẩm quốc nội GDP để chi tiêu cho quân đội và phát triển vũ khí trong nhiều năm qua. Tỷ lệ chi tiêu này đứng đầu trên thế giới, vượt xa các quốc gia khác, ví dụ như ở Trung Quốc là 1,7%, ở Hoa Kỳ là 3,7%, còn Triều Tiên là 24%. Trong báo cáo cập nhật cuối năm 2020, Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ cho biết Triều Tiên có thể đang sở hữu trên 60 vũ khí hạt nhân và đã thử thành công các tên lửa có thể tấn công Mỹ mang theo đầu đạn hạt nhân. Đây phải chăng là lý do mà nhiều nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả các đời Tổng thống Hoa Kỳ, đều thận trọng và xem Triều Tiên như một đối tượng khó nhằn? Đúng, nhưng không hẳn là như vậy, kính thưa quý vị, bởi vì phía sau Triều Tiên còn một thế lực hắc ám hơn đang thao túng chính trường. Thế lực hắc ám ấy là gì? Mối thâm giao mờ ám với Trung Quốc. Bắc Kinh xem Triều Tiên như con át chủ bài trong đối đầu với Mỹ. Theo ông Braden Weiches, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc, thì Bắc Kinh thường lợi dụng lá bài chuyên quyền này để đánh lạc hướng sự tập trung của Hoa Kỳ khỏi các đối thủ chính là Nga và Trung Quốc. Ví dụ như, vào tháng 1 năm nay, trước khi Nga tấn công xâm lược Ukraine, Triều Tiên đã liên tục tiến hành nhiều vụ thử tên lửa tầm ngắn nhằm tự nâng mình lên trong danh sách ưu tiên đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden, nhằm kéo sự tập trung Washington khỏi các chủ đề nhạy cảm như là ai là thủ phạm gây ra Covid-19 và cuộc xung đột ở Ukraine. Đặc biệt là vào hồi cuối tháng 3, khi chiến sự Ukraine đang ở vào những giai đoạn khốc liệt nhất, Bình Nhưỡng lại tung ra một video cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh và trực tiếp chỉ đạo vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hwasong-17 với biệt danh là tên lửa quái vật. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó đã bóc mẽ rằng Triều Tiên đã làm giả vụ phóng tên lửa này. Nó thực chất là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Bình Nhưỡng đã từng phóng vào năm 2017. Rõ ràng là Bình Nhưỡng tung ra thông tin về những đồ chơi hạt nhân này đều ở các thời điểm tình hình địa chính trị thế giới có những xung đột lớn, có thể dẫn đến sự thay đổi cục diện chung. Vậy cụ thể Bắc Kinh đã chống lưng cho Triều Tiên như thế nào? Vâng, trong Liên Hợp Quốc, Trung Quốc cùng với Nga thường xuyên ngăn chặn các nỗ lực trừng phạt Triều Tiên, còn Triều Tiên thì tranh thủ lợi dụng để tiếp tục thử vũ khí. Và chưa hết, Trung Quốc còn lén tiếp tay công nghệ để Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Vâng, Trung Quốc đã tiếp tay cho Bình Nhưỡng để nước này có thể thổi bay các thành phố của Hoa Kỳ.
Bằng chứng mà người ta đưa ra là trong đại lễ duyệt binh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành cách đây 10 năm, vào ngày 15 tháng 4 năm 2012, người ta thấy Triều Tiên chở 6 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hwasong-13 trên những chiếc xe tải lớn lần đầu tiên xuất hiện. Tên lửa Hwasong-13 ngay sau đó đã được xác định là một mô hình quy mô hoàn chỉnh, được vận chuyển bằng một phương tiện vận tải độc đáo. Đây là loại xe mang phóng tự hành theo siêu nặng 16 bánh mới, chưa được tiết lộ trước đây, một trong những xe tải chở tên lửa lớn nhất thế giới. Chính cư dân mạng Trung Quốc phát hiện ra chiếc xe theo này đã xuất hiện trong tài liệu quảng cáo của cơ quan hàng không Trung Quốc. Cụ thể là nó đã được quảng bá trong một tập tài liệu quảng cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn xe đặc chủng Vạn Sơn Hàng không Tam Giang Hồ Bắc, một công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc CASIC. Mục quảng cáo đã được đăng tải trên một trang web quân sự của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã đóng trang web này vào năm 2021 để tránh cung cấp thông tin tình báo, thậm chí là tối thiểu cho các nước phương Tây. Nhờ tài liệu quảng cáo được đăng trực tuyến mà cư dân mạng Trung Quốc đã có thể xác định được chính xác loại xe mang phóng tự hành của Bắc Triều Tiên là mẫu WS-2600 do công ty trách nhiệm hữu hạn xe đặc chủng Vạn Sơn sản xuất và phiên bản này dựa trên công nghệ được mua từ nhà máy ô tô MIS-MAS ở Belarus. Điều quan trọng nhất của tiết lộ này là kể từ năm 1994, Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn bề ngoài dẫn đầu đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, nhưng sau lưng lại tiếp tay cho Triều Tiên. Trung Quốc đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc năm 2006-2009 cấm chuyển giao công nghệ tên lửa đạn đạo cho Bình Nhưỡng, giúp một trong những chế độ độc tài tàn bạo và khủng bố nhất trong thế kỷ trước khai triển tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân. Sau đó, các kênh thông tin quân sự đã bắt đầu đưa tin về xe mang phóng tự hành của Trung Quốc. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lúc đó là ông Lưu Vi Dân vào ngày 19 tháng 4 năm 2012 cho biết Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các phương tiện vận chuyển chúng. Nhưng chính quyền của Tổng thống Barack Obama lúc bấy giờ đã bối rối. Được thúc đẩy bởi một bức thư từ Trung tâm Đánh giá Quốc tế và Chiến lược, vào ngày 17 tháng 4 năm 2012, Hạ nghị sĩ Michael Turner, lúc đó là Chủ tịch Tiểu bang Lực lượng Chiến lược của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, đã chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta vào ngày 19 tháng 4 về khả năng Trung Quốc hỗ trợ kỹ thuật tên lửa cho Triều Tiên. Ông Panetta nói, tôi chắc chắn rằng có một số sự trợ giúp từ Trung Quốc. Nhưng vào ngày hôm sau, tức là ngày 20 tháng 4, tờ New York Times dẫn lời một quan chức Tòa Bạch Ốc giấu tên thuộc chính quyền Obama đã che đậy cho Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách đáng kinh ngạc. Quan chức này cho biết, chúng tôi cho rằng đây là một hoạt động kém hiệu quả của Trung Quốc trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt, chứ không phải cố tình phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông yêu cầu giấu tên vì tính nhạy cảm ngoại giao của vấn đề. Hệ thống chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc quá lớn, tổ chức kém và không giỏi trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt. Có lẽ quan chức này đã từ chối thừa nhận rằng Bắc Kinh cố tình phổ biến vũ khí hạt nhân vì chỉ 2 tuần trước, vào ngày 26 tháng 3, nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc bấy giờ là ông Hồ Cẩm Đào đã tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân cùng với ông Obama tại Seoul. Sau đó vào giữa tháng 6 năm 2012, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản tiết lộ trong một loạt các báo cáo rằng các quan chức Nhật Bản đã lên một con tàu của Trung Quốc có tên là Harmony vào tháng 8 năm 2011. Con tàu đã vận chuyển 4 chiếc xe mang phóng tự hành do Trung Quốc sản xuất đến cảng Nampo của Triều Tiên và họ cũng thu giữ hồ sơ vận chuyển và chứng minh rằng Trung Quốc đã xuất khẩu xe mang phóng tự hành. Tờ Asahi Shimbun sau đó đưa tin, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc có bằng chứng chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm xuất khẩu vũ khí sang Triều Tiên. Nhưng ba nước quyết định không theo đuổi vấn đề này tại Hội đồng Bảo an. Mối quan tâm chính của ba nước là ngăn cản Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba và giảm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, nơi họ cần sự giúp đỡ của Bắc Kinh về vấn đề này. Và suy nghĩ ngây thơ như vậy có thể phải trả giá bằng hàng triệu sinh mạng. Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2012, Trung Quốc đã giúp Triều Tiên có được 2 mẫu xe mang phóng tự hành khác do Trung Quốc sản xuất. Vào tháng 11 năm 2017, tên lửa Hwasong-15 mới được vận chuyển bởi xe mang phóng tự hành 18 bánh của Trung Quốc. Vụ thử tên lửa tương tự mới nhất được thực hiện vào ngày 24 tháng 3 bởi một chiếc xe mang phóng tự hành 21 bánh của Trung Quốc sản xuất. Vào tháng 9 năm ngoái, Triều Tiên đã bắn thử một đầu đạn siêu thanh mới trông giống với tên lửa đạn đạo Đông Phương DF-17 của Trung Quốc mang theo một phương tiện bay siêu âm.
Còn vào tháng 1, Triều Tiên đã thử nghiệm một đầu đạn tên lửa dẫn đường chính xác, trông giống với tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phương DF-21C của Tổng Công ty Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Đầu đạn này là cơ sở của đầu đạn tên lửa đạn đạo chống hạm ASBM. Và sau gần một thập niên, vào ngày 24 tháng 3 năm nay, thế hệ thứ 3 của xe tải chở tên lửa Trung Quốc đã ra mắt một ICBM mới và lớn hơn. Loại tên lửa này có thể sẽ sớm được trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân, đạt năng lực hạt nhân chưa từng có. Các mục tiêu nhắm tới bao gồm ngăn chặn Hoa Kỳ bảo vệ các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc và tạo ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân để chuyển hướng sự chú ý của Hoa Kỳ nếu chính quyền Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Trung Quốc bơm năng lực hạt nhân cho Triều Tiên thông qua Pakistan. Ngoài ra, có báo cáo rằng Trung Quốc bơm năng lực hạt nhân cho Pakistan để nước này tăng viện trợ cho Triều Tiên. Ông Hoàng Xi-ping, cựu chuyên gia tại Viện Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2 năm 2017 với đài truyền hình New Tang Dynasty tiếng Trung, cho rằng một phần công việc của chúng tôi là chuyển giao công nghệ hạt nhân tới Pakistan và các nước khác. Họ đã gửi các chuyên gia đến đây để học hỏi chúng tôi và Trung Quốc cũng đã cử các chuyên gia tới Pakistan để hỗ trợ kỹ thuật cho họ. Trung Quốc cũng chuyển giao nguyên liệu hạt nhân. Một bài báo vào năm 2009 của Washington Post cho biết Trung Quốc đã cung cấp 50kg uranium để làm dầu ở cấp độ vũ khí cho Pakistan, đủ để làm 2 quả bom hạt nhân. Theo các chuyên gia cho biết, Tổng Công ty Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc có khả năng sẽ củng cố vai trò hàng đầu của mình trong việc trang bị cho Pakistan trở thành một quốc gia tên lửa hạt nhân, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn, tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa. Trong khi đó, Triều Tiên cũng đã thiết lập mối quan hệ với cha đẻ bom hạt nhân của Pakistan, nhà vật lý hạt nhân Abdul Qadir Khan. Ông Khan từng thừa nhận là đã bán cho Triều Tiên hơn 20 máy ly tâm P1 và P2 để làm dầu uranium vào năm 1990. Ông cũng đã đến thăm các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, trong khi các nhà nghiên cứu hạt nhân Triều Tiên bí mật trả tiền thăm viếng Pakistan. Có thể thấy là nhờ có sự tiếp sức của Bắc Kinh mà Bình Nhưỡng giờ là mối đe dọa hạt nhân hiện hữu đối với Washington. Triều Tiên có thể sớm tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm hạt nhân chính xác nhằm vào các hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ nếu Trung Quốc cung cấp hệ thống định vị vệ tinh thích hợp. Tuy nhiên, suốt một thập kỷ qua, Hoa Kỳ đã không áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Trung Quốc. Trong khi lẽ ra vào năm 2012, Hoa Kỳ nên cô lập Trung Quốc về mặt kinh tế và chính trị vì chính Trung Quốc đã góp phần dựng nên một thế lực mang năng lực hạt nhân nguy hiểm và đầy hiếu chiến. Việc Hoa Kỳ không trừng phạt Bắc Kinh một cách thỏa đáng là dấu hiệu yếu kém khác, làm suy yếu sự răn đe của Hoa Kỳ đối với hành động vi phạm của Trung Quốc và Triều Tiên. Vâng, quý vị thân mến, cho đến nay, sau hơn một năm Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, thì Bình Nhưỡng vẫn phớt lờ mọi lời kêu gọi đối thoại về vấn đề hạt nhân của Washington và còn không e dè đe dọa hết Hoa Kỳ đến Hàn Quốc. Với những cục diện chính trị khó đoán định như hiện nay, Triều Tiên chắc chắn sẽ còn khiến cho Mỹ phải đau đầu. Và liệu chính quyền Biden có thể làm gì để giảm thiểu mối đe dọa ngày càng hiện hữu này? Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo quý vị nhé! Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!